Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với mọi người một cái video hướng dẫn mọi người lắp một cái mạch điều khiển, một cái khởi động từ để chạy một cái con động cơ bằng cái bộ nút nhấn on off này. Thì mình sẽ từng bước làm và thực hiện cho các bạn cùng xem luôn ha. Trước tiên thì mọi người sẽ phải chuẩn bị cho mình là một cái CB nguồn 3 pha, một cái cầu chì để một tí mình lắp bảo vệ cái mạch điều khiển, một cái công tắc tơ hay còn gọi là khởi động từ, và một cái rờ le nhiệt để bảo vệ động cơ. Còn đây là cái bộ nút nhấn on off. Đây bộ nhấn on off. Thì mình sẽ tiến hành vẽ sơ đồ và tiến hành đi dây theo sơ đồ để các bạn cùng theo dõi. Đây là cái sơ đồ bản vẽ của mình. Thì các bạn có thể nhìn theo sơ đồ ha. Mình để lên cao cao lên cho bạn thấy. Đây là cái sơ đồ nè. Thì để mình hướng dẫn sơ đồ trước đi ha. Đây là cái mạch điều khiển khởi động chạy một con động cơ bằng nút nhấn on off. Khởi động từ là cái khởi động từ này là có cùng coi là 220V. Thì đây mình sẽ có cái lưới điện 3 pha và một dây trung tính. Thì mình sẽ lấy ba cái dây pha này, ba lửa 1, lửa 2, lửa 3. Mình sẽ đấu qua cái CB. Đây nè, đấu qua CB nè. Cái này mạch động lực ha. Và dưới CB này thì tí nữa mình sẽ đấu ba dây này lên đầu trên của 1, 2, 3 của khởi động từ. Và khởi động từ thì sẽ được nối với gờ le nhiệt thì đã nối xong. Còn ba cái đầu gờ le nhiệt thì ra phụ tải, thì tí mình sẽ lắp động cơ vào. Thì nối về mạch điều khiển. Đây. Cái mạch điều khiển nè. Thì mình sẽ lấy tôi đây tôi lấy lửa 2. Lửa 2 nè, đi qua cầu chì. Qua cầu chì. Đây, mình sẽ tiến hành lắp luôn đi ha các bạn. Cùng cùng lắp vừa lắp theo cái sơ đồ và nhìn bản vẽ và lắp theo luôn cho nó dễ. Thì bây giờ ở đây tôi sẽ lấy nối về mạch điều khiển nè, tôi lấy lửa dưới CB đi. Ở đây mình thay vì cái này đấu ở trên nguồn trên thì ở đây mình đấu ở dưới CB nè các bạn, dưới CB tí mình đóng CB lên nó có nguồn ha, đi qua đầu trên của cầu chì ha các bạn. Đó. Qua dưới cầu chì. Dưới cầu chì thì mình sẽ đấu qua trước nút ốp. Trước thường đóng nút ốp. Đó. Dưới cầu chì nè các bạn. Sẽ đi qua thường đóng của nút ốp. Qua từ cái thường đóng nút ốp này nè, nó sẽ đi qua cái chân bóng đèn sự cố. Thì ở đây tôi có một cái cặp này là cặp thường đóng nè, thì tôi đấu cọng dây này đi qua cái bóng đèn ha. Là cọng dây này đường này các bạn, thì tôi đi đâu qua bóng đèn tiến hành đấu sau cầu chì, đấu vô trước lúc ốp là đấu vô chân này, chung với chân này ha. Đó các bạn. Tiếp theo sau nút ốp đi vô trước nút on nè các bạn, sau nút ốp ở đây, sau nút ốp đây ha, bạn thấy không, để bị phức là không thấy được ha. Sau nút ốp đi vô trước nút on thì mình sẽ lấy một cọng dây nè, sau nút ốp nè, đấu vô trước nút, trước thường mở nút on ha các bạn. Thì các bạn nhìn vào thì cặp cái nào thì thường mở thì các bạn đấu vào đây, thường mở đây thì tôi sẽ đấu vào. Đó. Tiếp theo sau nút on đi qua chân A1 của công tắc tơ K,
và đồng thời từ chỗ này nè sang nút on này luôn, đấu qua chân của bóng đèn màu xanh của nút nhấn. Thì chân bóng đèn màu xanh nè, hai chân này là hai chân đèn nè, thì sau nút on đấu vô chân đèn thì tôi đã đấu rồi bằng dây màu vàng này. Còn lại nó đấu về chân A1 và đồng thời đấu lên tiếp điểm duy trì của công tắc thơ ca, thì mình sẽ đấu một chân ở đây sau thường mở nút on nè, đấu về chân A1 của công tắc thơ ca đây, ở đây hai chân thì mình sẽ đấu vô một chân. Và đồng thời từ chân A1 này nè, các bạn cầu qua cái thường mở của công tắc tơ ca luôn thì sẽ lấy thêm một khúc dây nữa. Đây. Ở đây là hai dây ha. Chỗ này là hai dây nè. Đấu lên thường mở thì cái thường mở thì các bạn nhìn vào hai cái này là thường mở nè. Hai cái điểm tiếp điểm dưới từ thường mở thì mình sẽ đấu về một đầu trên. Ha. Đó. Các bạn. Tiếp theo cái chỗ mà trước sau nút ốp nè, sau nút ốp trước nút on nè, thì mình sẽ đấu về cái chân duy trì còn lại. Thì ở đây tôi lấy trước nút on nè các bạn, sau ốp trước on nè, thì mình lấy chân nào cũng được. Thì ở đây tôi lấy trước on ha, đây trước nút nhấn on, đấu vô đàn dây nữa, đấu về tiếp điểm duy trì của công tắc tơ ca còn lại nè các bạn ha. Đó, phần còn lại chân A2 của công tắc tơ ca đấu về tiếp điểm 95 của cờ lê nhiệt. Đây chân A2 đây, nè A2 nè, đấu về 95 của gọi là nhiệt. 96 cầu dưới 97 và cầu dưới chân của bóng chân nguội của bóng đàn, chân 96 nè, đây tiêu điểm 96 đây, cầu dưới 97 ha, 96 nè bạn, cầu dưới 97 nè, phải không? Và đồng thời đi về dây nguội nè, nó đi lên dây nguội nè, ba pha nè, nè 96 cầu qua 97 và đi lên dây nguội ha, nối với dây nguội. Thì mình ở đây mình đấu vô chân 97 ha. Đi về ngồi. Còn chân ngồi của bóng đèn nè, chân ngồi của bóng đèn màu xanh nè, là còn chân này nè, thì mình sẽ đấu về ngồi luôn, chung với ngồi luôn, thì chung với 95-96 này nè, thì sẽ lấy thêm một cộng dây xanh nữa. Cộng dây xanh nữa mình đấu ngụy cho bóng đèn ha. Đây. Các bạn. Còn cái chân sự cố nữa. Chân sự cố là chân 98 nè các bạn thấy nè, 98 nè. Nó sẽ đấu về chân của bóng đèn màu đỏ, nút nhấn màu đỏ. Thì mình sẽ tiến hành đấu 98 phải không? Đây, tiếp điểm 98 của gọi là nhiệt ở đây 98 ha. Thì mình sẽ đấu về chân của bóng đèn của nút nhấn màu đỏ, chân đèn của nút nhấn màu đỏ. Đó. Thì lửa đã cầu trực tiếp rồi nè. Sự cố nào sự cố thì nó cấp mát nữa là nó sáng đèn đỏ lên. Thì cái mạch mình nó đã hoàn thành. Khi mà hoàn thành rồi á thì mình sẽ tiến hành
kiểm tra nguội. Thì cái cách kiểm tra nguội như thế nào thì các bạn lấy đồng hồ, các bạn chỉnh thang đo điện trở cho mình ha. Chỉnh thang đo điện trở và các bạn đưa về từ cái chân dưới CV này nè ha, dưới CV này các bạn đưa vào chân 96 hoặc 97 cũng được. Thì lúc đó bạn bấm nút đó, các bạn thấy nè, đồng hồ nó báo chở. Chở này là chở của cái gì bạn? Chở của cuộn dây ha, cuộn coi của cái khởi động từ đó nè. Khi bấm nè, nó đo điện trở nó thông rồi đó. Khi bấm dừng nè, nó tắt nè, các bạn thấy không? Vậy thì ok, nó không bị chạm ha. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đóng điện và thử mạch. Lúc này mình tiến hành mình đo coi, chỉnh thang đo điện áp và kiểm tra điện áp đầu CB coi, 400 lẻ mấy, và đo nó từ pha nó dưới mát, mát là 96 nè. Rồi ok, thì tôi sẽ tiến hành đóng điện lên đó. Và tiến hành bấm nút đó, các bạn thấy không, con tester hút à. Khi bấm dừng thì nó sẽ dừng, chạy nè, dừng nè, chạy nè, dừng nè. Khi sự cố nè, các bạn đang chạy nha, đang chạy mà gặp sự cố nè, đèn đỏ nó báo và mình bấm chạy, không chạy nữa, không chạy, không ấn từ không hút nữa ha. Đó, vậy là mạch mình nó đã ok. Khi mà reset lại rồi mình nó bấm được, nó hút được ha. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đấu động lực và đấu động cơ vào luôn cho anh em xem luôn ha. Trước khi đấu động lực thì mình sẽ cúp CB cho an toàn ha các bạn. Và mình đấu đỏ vàng xanh lên đầu khởi nè, ba pha nè. Còn dưới gọi là nhiệt thì đây tôi có một cái con động cơ 100W nè. Dưới gọi là nhiệt thì tôi sẽ đấu về động cơ 1 nè, 2, 3 nè. Thì tôi đấu theo thứ tự đổi dần xanh luôn. Ok, khi mà đã đấu động cơ xong rồi thì bắt đầu mình sẽ đóng nguồn lên. Lúc này động cơ chưa chạy do chưa bấm nút. Bây giờ nhấn nút nhấn xanh. Đó, các bạn thấy động cơ chạy, đang chạy cùng chiều kim đồng hồ các bạn. Sẽ kiểm tra điện áp. Ý, sẽ kiểm tra dòng điện. Thì đây 0.34A. Pha thứ hai 0.38A. Và pha thứ ba 3. Xiết cái dây này chưa chắc nha các bạn. Và pha thứ ba 0.5A. Thì bây giờ động cơ mà nó đã hoạt động rồi thì khi mà tôi test sự cố nè, đó các bạn thấy không, nút đỏ sáng và mạch mình không hoạt động được. Lúc này thì ta kiểm tra coi nó bị cái gì, khi đó thì khi khắc phục xong thì bắt đầu reset lại bằng nút xanh này và bấm on. Đó, thì động cơ tiếp tục hoạt động, bấm off, động cơ dừng. Còn nãy giờ nó quay cùng chiều cái đồng hồ, thì các bạn muốn đảo chiều lại thì các bạn chỉ cần đổi pha đỏ qua pha vàng
qua pha vàng qua pha đỏ lại, đổi hai pha với nhau. Chỉ cần đổi hai trong ba pha thì động cơ nó sẽ đảo chiều lại. Giờ tôi sẽ tiến hành bấm. Đó các bạn thấy không? Động cơ nó quay ngược lại các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.